Em ơi, quất này bao tiền cây em? 260k là có ship nội thành Hà Nội hay là chưa có ship em? Đấy. Bà, ôi trời ơi, con chào bà. Cái này là có bầu chưa? À, tức là có bình chưa, nó có bầu lại tưởng là chửa đẻ nó khó. Đấy. Bình. Cái này nó rất là nhỏ các bạn nhé. Đấy, rất nhỏ. Đây, ví dụ cây này này. Nó có hoa, có lộc, có tất cả mọi thứ này. Đây, đấy, bà chủ xinh đẹp này. Đó. Đó. Cái này nó nặng khoảng độ, cả bình này nó nặng khoảng 3kg thôi. Đấy, nặng khoảng 3kg. Nó cao xem nào. Cao khoảng độ tầm 50cm. 50cm các bạn nhé. Nó cao khoảng 50cm, rộng khoảng độ tầm 3 mấy cm gì đó. Cái này để ở trên cái bàn... bàn trà, bàn uống nước ở nhà ấy. Rất là... Nhưng mà free ship toàn bộ Hà Nội. Đấy. Đẹp quá luôn. Đấy, thử đặt cái chậu này vào vào cái cây quất nó xem như thế nào nhé các bạn nhá. À, đây, có cả sỏi nữa này. Đấy, ủa. À, đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Ngoài ra nó còn có tài lộc này. Đây các bạn. Đẹp chưa? Đấy, ủa. Này, xem từ dưới lên trên này. Quá đẹp luôn. Cao khoảng 450cm, rộng khoảng 30cm. Chỉ có 3 mấy cây thôi, nhanh thì còn kịp các bạn nhá. Hết luôn đấy. Đấy. Quá đẹp.